rồi mọi người ơi ngày hôm nay em dẫn mọi người đi tham quan một cái khu vườn đó một cái khu vườn mini của những người tí ho mọi người ha và đây trước mặt mọi người là một cái khuôn hoa vô cùng nhỏ luôn đó, tên gọi là tre tím mọi người Đó, nó là dạng dòng mini cho nên là phun hoa nó cũng nhỏ Nhỏ nhưng mà vô cùng xinh xắn và dễ thương luôn ha Cực kỳ ấn tượng luôn bởi màu sắc của nó kết hợp giữa màu trắng và tím mọi người Đó, dòng hoa này thì vòi dài nè mọi người thấy không Đó, hoa sẽ ra chùm chùm và đặc biệt hoa rất là thơm luôn Chơi hoa từ khoảng 1-2 tháng gì đó tùy của chú anh chị mình chăm ha Rồi, với những cái dòng, với cái dòng tre tím này Thì hôm nay Hoa Lan Như Phong sẽ sưu tầm của chú anh chị mình những cái chậu siêu khỏe luôn đó, thân thủ mập mạp ha. Đó, siêu mập khủng cho mình nè. Rồi về cô chú anh chị mình cũng có thể ghép chậu vào cho em. Đó, vô cùng dễ chăm sóc luôn. Rồi, với một combo 3 chậu tre tím như thế này, Hoa Lan Như Phong sẽ chia sẻ cho mình với mức giá 185.000 ngàn bên đem bao phí ha Nhanh tay đặt hàng liền dùm em để sở hữu trước những cái chậu tre tím siêu mập như thế này về cho vườn của mình Đó cho vườn của mình có thêm một cái khu vườn mini của những người tí hon nữa ha mọi người ha